Ai mà muốn một làn da trắng sáng tự nhiên thì video này là tín hiệu để các bạn làm ngay công thức skin shot này nha. Công thức này khá là giàu vitamin C nên là ép xong các bạn nhớ phải uống liền ha. Thành phần có một quả táo, ớt chuông đỏ và củ dền. Hạnh sẽ để định lượng trên màn hình để các bạn cùng coi ha. Hạnh có nhỏ em mới học xong đại học. Nó thì da trắng nhưng mà lại mê cái phong cách của mấy chị Âu Mỹ á. Vậy là nó cũng quyết tâm nhuộm da nâu. Nhuộm được 3 tháng á thì da cũng nâu đẹp lắm, nhưng mà nó than chị ơi, da nâu trong còn cực hơn da trắng nữa. Mà nghiệp một cái là cái mặt của nó là đậm cái nét châu Á luôn nên là nhuộm da nâu vô nó cứ trớt quất làm sao á. Vậy là bây giờ bà bắt đầu nhuộm da trắng trở lại mọi người. Phải công nhận là những cái điều mà mình thích đôi khi nó lại không có phù hợp, nhưng mà phải thử thì mới biết là mình có phù hợp hay không, đúng không? Hạnh hay gọi ớt chuông là siêu thực phẩm cho da và mắt vì nó giàu vitamin A, C và E. Ba cái nhóm vitamin này sẽ giúp cho da và tóc của chúng ta đẹp hơn. Hàm lượng vitamin C khá cao vì Hạnh có kết hợp thêm với táo giúp thúc đẩy cái sự hình thành collagen giúp da săn chắc và sáng hơn. Hạnh có thêm một củ dền để thanh lọc gan và giúp cho da hồng hào hơn. Thực phẩm nào cũng vậy, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta ăn một cái lượng vừa đủ thôi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe ha. Nên là Hạnh cũng mong mọi người đừng có bài trừ củ dền quá nha. Còn bây giờ là cái thời gian để tụi mình enjoy cái công thức skin shot này với Hạnh nha. Và đừng quên bấm follow kênh của tôi nha. Bye bye.